Ngày mai là ngày thứ hai, tức là ngày 26 tháng 2 dương lịch, sẽ bước qua một tuần mới đầy thăng trầm. Thơ xin nhắc nhở riêng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Tỵ, Mùi và Hợi. Tuần này có 5 điềm báo lớn, các bạn nghe xem tuần này mình làm ăn được hay là không. Thứ nhất, trong tuần mới có xuất hiện hai cái tinh quan trọng, đó là Hồng Loan và Ngọc Phụng, nên các bạn rất là hanh thông thuận lợi cho việc kiếm tiền, rất là vui vẻ. Thứ hai, trong công việc có người nói xấu bạn với cấp trên, đề phòng tiểu nhân, nhất là những người từng thân. Thứ ba, trong tuần này, các bạn kinh doanh mua bán rất đắt hàng, gặp nhiều đối tác quan trọng, mang về cho mình nhiều hợp đồng lớn. Thứ tư, trong tuần mới có vận đỏ bất ngờ, có ngôi sao vàng trợ, nên có một khoản tiền lớn bất ngờ vào, trả hết nợ nần, xoay chuyển được thời cuộc. Thứ năm, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn để trong nhà một bắp cải như ý lộc tài, hãy xả vận xui tại đây. Chúc các bạn tuần mới hanh thông thuận lợi.